Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Bảo Lai giới thiệu bác một mẫu xe đua road bike thương hiệu Media, model FHS với tông màu chủ đạo là tông màu trắng xanh rất là sáng mắt, càng carbon, vành càng cặp Mavic rất là cao cấp. Bây giờ xin vào nhớ rồi để chiếc xe. Vâng, xin thông báo đây là mẫu Media Leader 905. Trước đây em về những mẫu Leader 903 và 904 thì đây là mẫu mới hơn, cao cấp hơn một chút. Mẫu Leader 905 HFS. HFS 905 Leader. Thương hiệu Media với tông màu trắng xanh. Khung nhôm. Thương hiệu Media em đã rất về trong thời gian vừa qua. Đây là cái mẫu dòng mới nhất của cửa hàng em về dòng Media model 905. Cổ phốt ghi đông của Ulo, hợp kim nhôm 661. Xe trang bị với bộ tay lắp chính hãng của Tiagra 10 tầng lip. Bên phải em trang bị với hai tầng đĩa chính hãng của Shimano Tiagra, sử dụng phụ phanh ba mảnh chính hãng của Shimano 1.5 cao cấp, tay lắc Tiagra phanh ba mảnh 1.5 càng carbon, càng carbon Pro Advanced carbon. Xe sử dụng với bộ vành cặp chính hãng của Mavic Acacium cao cấp nhá, vành hiệu cao cấp của Mavic, vành cặp chính hãng của Acacium, vành Mavic luôn nhá, vành cặp Mavic. Kích thước lốp 700x25C. Cái này nó không đi ở tay đâu ạ, không đi ở đùi đĩa, xem ở đùi đĩa hay là cái cột chuyển động của nó. Cái bảng kích từ 1.5 trở lên là không có hàng tách con nhá. Đùi đĩa của Shimano 1.5, gạt đĩa 1.5, bê đan bản cái xe bê đan nhôm. Học yên nhôm, yên cũng yên màu xanh đen. Đằng trước khung thì dạy trên sườn, bộ phanh đằng sau, đằng trước. Còn dây thì dây giấu dưới gầm, dây lít và đè dưới gầm, còn dây phanh đằng sau là được chạy cho ông bên trên, ông sườn xe. Sử dụng đằng sau là sử dụng bộ phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano 1.5, đùi đĩa 1.5, gạt đĩa 1.5, củ đè sau là củ đè Shimano Tiagra. Trang bị với 10 tầng lip. Đằng sau là may chính hãng của Mavic Acacium Mavic, vạch hiệu cao cấp. Lốp Maxxis 700x23C. Mới cúi đổ hoặc đạn cúi đổ của Mavic luôn nữa nhá. Rất là cao cấp. Bây giờ chúng ta chờ cao đứng của khung xe. Và chờ cao đứng của khung xe là size 50. Chiều cao ngang là size 151. Tức là các bác các cao từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Chờ trang bị 10 tầng lip. Lên lip lên. Rất là nhẹ nhàng và thân chu luôn nhá. Xuống lip. Đây phải em mà đùi đĩa và gạt đĩa của Shimano 1.5 xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon. Mẫu model của xe là model Media Leader HFS 905. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Media HFS Leader 905 mẫu cao cấp tải dòng Media.
sẽ trang bị với càng carbon và đúc đùi đĩa Smolom ở 5, phanh 3 mảnh chính hãng và 1 ở 5, tay lắc và củ đề là Tiagra, vành cặp hiệu Mavic, khối lỗ. Và xe giá tốt tốt anh em là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tương liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Mời hẹn gặp lại trong ngày mai.